Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay rất vui mừng khi On Home Decor vừa tìm được một bộ tượng thỏ siêu cute để giới thiệu tới quý vị và các bạn. Với bộ tượng này sẽ gồm có 2 con thỏ tay cong và 4 con thỏ tay thẳng. Quý vị có thể tham khảo cách sắp xếp và bài trí bộ tượng này ngay trong video. Và bộ tượng này đang được phân phối tại onhomedecor.info. Quý khách nếu muốn mua có thể trực tiếp liên hệ với họ qua website hoặc qua Zalo 0929 757 992. Và quay trở lại với bộ tượng này, tôi sẽ giới thiệu với bạn tổng quan về kích cỡ của từng em thỏ một. Với em thỏ tay cong có cái tai dựng nhẹ lên thế này thì sẽ có chiều cao là 11cm và chiều dài là 12cm. Em thỏ tay cong cụp xuống có chiều cao là 9cm và chiều dài là 13cm. 4 em thỏ tai dựng thẳng đứng có chiều cao là 14cm quý vị nhé. Với thiết kế gồm 2 màu vàng ánh kim và màu trắng sữa, bộ tượng 6 em thỏ này tạo ra điểm nhấn trang trí, giúp tăng thêm độ sáng cho các không gian góc cạnh. Màu vàng ánh kim tạo ra sự tương phản khá tốt đối với màu ánh đèn, ánh nến. Sản phẩm của iDeco, một đơn vị sản xuất có tên tuổi về đồ trang trí bên Trung Quốc và hiện đang được phân phối trực tiếp bởi On Home Decor. Và sau đây, quý vị hãy cùng tham khảo một số mẫu tượng trang trí khác của iDeco nhé.